chúng ta lúc đầu chúng ta thiếu test, nhưng mà sau chúng ta đã nhập về, hiện nay nhập lại thành phố Hồ Chí Minh là 10.000 test để mà chúng ta đi rộng tại người đại để chúng ta chuẩn bị. Thì thế thì là coi như chúng ta còn ở cách ly tập trung hiện nay của thành phố là 345 người tại cách ly ở Củ Chi, nhà ở Cần Giờ, ở Chính Lợi, ở Nhà Bè và ở quận 7 là những cái điểm xa mà chúng ta đảm bảo được 345 người. Thì trong đó là cái người ở ngoại quốc ấy, thì chủ yếu là Hàn Quốc, đều chỉ là 45 người Hàn Quốc, trong đó có người Việt Nam, có người là 24, có người 20 Việt Nam. Chúng ta đang ở Củ Chi, chúng ta đang tập trung ở đó. Còn tập trung tại cơ sở quận huyện ấy, thành phố mình có một cái hay nữa là chúng ta quận huyện chúng ta không tập trung được hết, thì ở quận huyện, mỗi một quận huyện nó có một cơ sở tập trung riêng, là coi như 24 quận huyện chúng ta đang cách ly 222 người nữa. Yeah. Ngoài ra có số lượng cách ly tại nơi lưu trú và tại nhà là 526. Là những trường hợp là phía sau mà chúng ta cũng phải cách ly. Nhưng hiện nay Bộ Y tế đang gần rất là khó. Cách ly tại nhà không được ra khỏi nhà luôn. Coi như cố định ở đó, giống như một cái tập trung cái mô hình nhỏ cho ở tại nhà. Và biện pháp, và ngành y tế quản lý và phải cam kết. Nếu ra khỏi nhà thì không được, là phải đưa vô tập trung luôn. Tại vì chúng ta không quản lý được. Chẳng hạn như chúng ta hôm trước là có một cái ca ở Bến Tre tự nhiên phát hiện thì từ Tân Bình đã từ Hàn Quốc về cho cách ly tại nhà, trốn đi xuống hai giờ đi Bến Tre đi thăm người thân, là Bến Tre phát hiện bóc đi, để chúng ta thấy rằng trong cái hệ thống chúng ta rất là trưởng nha. Giống như ở Kiên Giang cái gì đó, chính vì không kiên quyết từ Daegu cái dịch